Thì bây giờ là mình sẽ làm một chuyến food vlog xuống Đồng Tháp Cao Lãnh, là tranh thủ là đi xuống thăm thằng bạn mình đi nghĩa vụ ở dưới đấy. Thì anh em xuống tranh thủ quay cái food vlog đầu tiên luôn, xuống một số đầu tiên luôn. Kẹt xe vãi rồi anh em ơi. Hello anh em nha. Em edit quá mình quyết định phải nghỉ ngơi một chút anh em. Phải order mình kiếm gì mình nhâm nhi cái mới được anh em. Mông với đít rồi nhỉ. Hạ đít đi anh em. Giờ anh em mình là mình hạ đít xuống kiếm cái app đi đặt phòng. Rồi xin dùng càng. Em hai chai nước suối. Đẹp nha. Điểm tâm anh em ạ. Ui mình nhìn đẹp phết nha. Quay này, chả cá đúng không? Chả cá cái này cút, cái này cái gì đây? Xúc xích à? Xúc xích đúng không? Hồi lâu. Ừ, nói chung đa phần giống ở Sài Gòn thôi. Thấy có cái này lạ này. Bé quá mẹ ơi. Rồi bộp đây anh em ạ, bộp đây ăn đây này. Chiên chiên chiên, đói quá. Mẹ. Hello mọi người, mình vừa mới xong video đi dạo vòng ở Đồng Tháp thì đã tìm được một cái căn phòng nó gọi là cũng phù hợp giá cả 220 phòng đôi rộng rãi. Tranh thủ review cho anh em luôn cái phòng này ha. Đây. Cảm quan bước vào phòng một cái thì mọi người nhìn thấy khi mà vô đập vào mắt một cái bốp. Anh em thấy ngay được rồi. Mẹ xây giường bằng đá ạ. Mẹ kéo bộ hỏng dưới luôn ạ. Mẹ lại còn xây thêm cái kệ này nữa này anh em. Mẹ được perfect vậy. Mình khâm phục cái thiết kế của. Ừ, mẹ mà đeo khác gì cái mộ luôn. Mặc dù chỉ nằm một đêm thôi nhưng có lẽ là tối nay chúng ta sẽ có một cảm giác khó quên. Theo chân Việt vô phòng tắm rồi anh em. Ê. Phòng 48 luôn nha. Phòng này 48 được thật quá. Rộng này anh em. Quan trọng nhất là kéo có cây xịt đi. Thế này làm sao mà yếu. Tối nay cái đéo gì mà chùi. Một thứ quan trọng nhất của cuộc đời là cây xịt đít anh em. Anh em nhá. Bây giờ là anh em chúng tôi là mới tới Đồng Tháp để coi như là tắm rửa. Rửa tay mát mẻ. Thì bây giờ là đi dạo dạo quanh Đồng Tháp, thành phố Đồng Tháp để kiếm cái ăn cái nhậu. Mà anh em đi đây đường vắng không còn một ai cả. Mình đi quán nhậu là lắc đầu cuối cuội nhá, mới có 11 giờ thôi đó mọi người. Anh em mà tới Đồng Tháp chơi thì ăn nhậu sớm sớm nhá, nhậu khuya là hết chỗ đi. Cái chai nhưng mà cái gì nhỉ, cái trục nó màu đỏ đúng không? Ở thế đúng rồi. Lấy thôi. Không biết nha, đây lấy một chai ra coi. Ok. Đây có cơm. Đúng rồi, có cơm. Phải có cơm đúng rồi đấy. Cái chuột luôn nè. Một con chuột mà đúng không? Anh có ghi mà. Hồi nãy gọi gì? Gọi cá lóc. Gọi xoá cho cá lóc. Ở Đồng Tháp hơi nhiều muối mọi người. Thật sự ạ. Nhiều mũi thật. Món đầu tiên ra mọi người. Nhìn cái đĩa có vẻ xôm đấy. Tình hình là anh em đói sắp chết rồi nha mọi người. Đói thật sự ạ. Kính chào mọi người. Một cái đũa tao đâu nhở. Mọi người coi đi trước nha. Không mà nhìn mình nhìn thấy cái này nó to ấy nhỉ. To hơn ở Sài Gòn. Hai ba nước chấm mọi người ạ.
Đây anh em, đây là đĩa mì hải sản nhá. Anh em tìm tìm mì ở trong hải sản mì này. Hải sản mì đây mọi người. Đây cái đĩa này bao nhiêu đây? 50. 50 à? Chưa thấy nữa. Một mẹ cho thấy mì luôn anh em. Mặt rau hơi nhiều. Rau hơi nhiều. Ôi kệ. 50 đúng không? 50 đúng không? Rau xào mì cộng hải sản. Cái đĩa vừa nãy, cái đĩa vừa nãy gì nhỉ? Cái đĩa đậu hũ vừa nãy là 30.000 nha anh em. Giờ món mới. Hello mọi người, tiếp tục món mới nha. Bây giờ đây là món gì nhỉ? Đây là món rồi đấy. Rồi trứng. Trứng nướng muối ớt. Bao nhiêu ta? Quên mẹ, 90. 90. Nó ăn đẹp nhất trong tay. Thế nào? Tất cả 90. Còn cái này là cái gì ta? À thịt chuột đấy, đùn đùn mượt thịt chuột anh em. Đặc sản thịt chuột. Thực ra thì ở Đồng Nai cũng có đặc sản thịt chuột. Thịt chuột đây sẽ làm mình làm tí khá vừa đấy các bạn. Ở Đồng Nai chúng ta không phải đặc sản mà là món ăn thường ngày. Thường ngày quá. Thế đấy. Chấm cái gì? Chấm chao thế nào? Mấy đồ nướng là chấm chao. Đồ nướng là chấm chao. Ok. Đây là gà chỗ này. Lòng này cũng lòng nướng mà đúng không? Ăn đấy chứ. Có đều. Mình thấy là cái nước ướp á, cái nước sốt ướp của nó thì khá giống những cái quán đa phần ở Sài Gòn. Chú quê hả? Nướng. Chao đây. Cái chao này không? Không cần xa, cũng ngọt đấy. Sao? Giữa trường này tươi nè. Tươi à? Giòn. Ừ, đúng rồi, giữa trường giòn. Cái thì bình thường nhưng mà cộng với nước chấm treo này nó lại hơn đúng không? Đúng không? Cái sốt có mấy chỗ thường này, mà nó mới xanh là muối hải sản cái gì mà location ở chỗ này chỗ nào. Nói chung là cái sốt thì mình thấy thì giống sốt đa phần mọi nơi. Cái sốt nướng. Cái treo. Nó tươi hơn. Em biết đâu. Ok. Rồi anh em. Đây là chợ đêm Cao Lãnh nhá. Nhưng mà mình đi ban ngày. Đêm qua say quá. Nên là mình đi ban ngày đi cho nó hào hứng. Yeah. Thật là tuyệt vời. Chợ đêm Cao Lãnh. Ông im mẹ ám mồm đi. Anh em để phải đi thăm thằng bạn mới thăm nhầm trung đoàn. Cô đứng ọc mặt ra. Không thấy toàn đâu. Chịu luôn ạ. À. Hello anh em. Trời cuối cùng đã gặp được cái mẹ nhân vật chính ngày hôm nay. Bây giờ là 10 giờ 45. 10. Còn 18 giờ mấy tao dậy ra? 8 giờ rưỡi tao dậy, đi mà tao đi ỉa. Xong khi mày bật điện hết lên, lồ ngọt mấy anh này dậy. À mày ỉa trước rồi đúng không? Mày ỉa trước rồi xong rồi tới anh Việt tới tao. Chẳng mấy. Bắt đầu xanh. Mày bắt xanh. Mua ngoài em mua bắt đầu xanh để... Ừ. Kéo có dèo luôn đấy. Thực ra đây là không khí đi thăm người lính anh em ạ. Lần đầu tiên mình đi thăm đấy. Nani? Thật sự luôn. Có luôn rồi. Cho nó ngồi chơi đi, nãy giờ em mình đói mình ăn đang có lắm chứ. Ờ. Đông quá, đông như ngày hội luôn anh em. Trước tiên vô là mình phải xuống xe dắt bộ xong rồi mình đi nhà. Không phải đi rồi nói chị lần. Bên quân đội sẽ dẫn mình gửi xe xong rồi vô cái là khai báo y tế. Cắt 1,5 triệu thôi. Khai y tế xong là bắt đầu là đi báo đơn vị của thằng bạn về. Nó ở xong rồi đợi một lúc. Mấy cái, có một cái bàn báo đó, bàn báo đơn vị đó, ừ, tới nhà đó báo chung tiểu đội gì ừ. Rồi người ta sẽ gọi cho thằng bạn mình đi ra. Quay cái video.
quen, rồi nào cũng tính là hai chai về muộn. Tổng chi phí thật hại nha, tối hôm qua này nha. Bây giờ là sẽ được về mình chắc nằm nghỉ xíu anh em ạ, nằm nghỉ xíu chứ thằng nào cũng kiểu phê ke rồi mắt nó kiểu lờ đơ à, không nước mắm dạ. Cơm ăn đi. Trời sắp mưa nha anh em ơi, về không biết gặp mưa không này. Mình thấy hơi cay đó. Không sao, vẫn ăn được. Đúng. Vẫn ngọt. Mọi nhìn hấp dẫn nha. Được vậy. Nói chung là ngon. Em đánh nhấp thôi. Cho nó máu lửa. Thì anh mình là có tặng đôn, gọi là donate đi cho nó oách, nhưng mà donate cho hẳn một cái áo nha anh em. Đây. Wow. Cũng rất là được. Nếu như mọi người mà muốn mua áo rất là rẻ nha mọi người, mình sẽ để link của anh của mình ở dưới đây để mọi người nếu như mà muốn mua thì liên hệ ha. Nhân lợi tiện là cảm ơn anh Sơn đã donate cho em cái áo này, đang thiếu đồ mặc.